Tại vì hồi đó con có cha mà giờ con không có cha, con buồn. Con thấy bạn con chơi chung với cha thì vui mà hạnh phúc. Còn con thì không có cha để hạnh phúc. Nửa đêm nhiều khi làm vậy tới 9-10 giờ chưa ngủ, hai đứa nhỏ thì nó đi ngủ hết rồi. Thì ngồi đây mình cũng nhớ lại là lúc đó ông kêu thì thôi để làm xong đi rồi ngủ luôn. Cái đêm đó là sáng ngày cũng đi luôn. Đối với con, bữa cơm gia đình nó rất quan trọng. Cho nên là con muốn bữa cơm gia đình đầy đủ. Đôi khi nó nói với tôi là ước gì cha còn sống để cả nhà mình bốn người ăn cơm chung. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Con tôi là Ngôn Hoàng Gia Hưng. Năm nay con học lớp 6. Gia đình con có 3 người. Hiện tại con sống với lại mẹ là anh hai. Bảo anh của bé Hưng nghỉ học nay 2 năm. Nó nói là nó để nghỉ ở nhà đặng nó kiếm tiền phụ mẹ để cho em đi học. Tôi đang bán hủ tiếu bún riêu. 5 giờ rưỡi là tôi có đồ bán rồi, cho công nhân người ta đi làm. Sáng mẹ với lại anh hai dọn đồ ra bán, còn anh hai đi làm thì mẹ bán một mình. Và trưa con về con phụ mẹ. Chồng tôi mất hồi năm 2017 là do bị tai biến, cũng 6 năm mới mất. Lúc mất đó là Hưng nó được vô lớp 1, còn Gia Bảo là lớp 6. Lúc con nhìn hình cha con thấy buồn. Tại vì hồi đó con có cha mà giờ con không có cha, con buồn. Con thấy bạn con chơi chung với cha thì vui mà hạnh phúc. Còn con thì không có cha để hạnh phúc. Nửa đêm nhiều khi làm vậy tới 9-10 giờ chưa ngủ, hai đứa nhỏ thì nó đi ngủ hết rồi. Thì ngồi đây mình cũng nhớ lại là lúc đó ông kêu thì thôi để làm xong đi rồi ngủ luôn. Cái đêm đó là sáng ngày cũng đi luôn. Đối với con, bữa cơm gia đình nó rất quan trọng. Cho nên là con muốn bữa cơm gia đình đầy đủ. Đôi khi nó nói với tôi là ước gì cha còn sống để cả nhà mình bốn người ăn cơm chung. Ngày nào mẹ con cũng sắc thuốc để uống. Con mong là mẹ uống thuốc để khỏe lại. Tôi bị nang ở phần ngực. Nhiều khi đau quá thì tôi không có dậy được. Để nấu bán thì nhờ con cháu nó ở sớm là nó qua nó nấu nó bán giùm. Đó là cũng nhiều lần vậy rồi. Thì giờ mẹ cũng nói với hai đứa là phải ráng mà lo nên người. Thế thì cha con mất rồi thì mẹ ráng mà làm mẹ lo cho con. Cha phù hộ cho mẹ để nhà sức khỏe để mẹ làm gì, để bữa cơm gia đình mình không thiếu một người nào nữa. Mẹ ơi, con hứa con sẽ học tập tốt hơn, con sẽ không làm em buồn. Con nghĩ tuổi của Gia Hưng như vậy mà con có một cái suy nghĩ rất là tuyệt vời. Mỗi lần ăn cơm gia đình á, con thấy hạnh phúc. Mà bây giờ mình ngồi trong bữa cơm, nó không còn ba nữa. Có bao giờ con ăn, con nửa chừng con ngừng lại, con nhớ ba, con buồn không con? Dạ, lâu lâu có lúc con ngừng lại. Có lúc con ngừng lại luôn đó hả? Còn Gia Bảo? Dạ. Con nghỉ học rồi hả? Dạ. Ồ, sao tự nhiên nghỉ vậy con? À, con nghỉ nó cho em đi học. Lúc nó học được lớp 9 rồi em không có lo cho nó được, rồi nó nói thôi để con ở nhà con kiếm việc làm phụ với mẹ để lo cho em học. Rồi giờ Gia Bảo làm gì? Dạ, nó đi làm trong công ty mà đi thời vụ. Có lúc thì làm, có lúc không. Anh mình hy sinh cái việc học để cho mình học. Con thấy sao? Dạ, con thấy có hương anh hai. Hương anh hai quá hả? Mỗi lần mà mẹ vất vả, mẹ khó khăn như thế thì con có hay nói chuyện với mẹ không? Con ít tâm sự với mẹ. Tại kiểu sáng con đi làm mà chiều tối không ấy về. Con mong ước điều gì cho gia đình của mình?
Có nhiều tiền để lo cho em đi học. Có nhiều tiền. Chị ơi. Dạ. Ráng đi. Chị mà ngã quỵ á là khổ hai đứa nhỏ nữa. Thành ra phải đi khám sức khỏe thường xuyên chị ha. Dạ. À, bây giờ thì Đoan Nguyễn có nói gì với hai em không? Bây giờ tụi con phải cố gắng nha. Mẹ chỉ còn mình hai đứa tụi con thôi. Dạ. Thỉnh thoảng tụi con phải vực dậy tinh thần cho mẹ cũng như lẫn cho mình luôn. Hoàn cảnh thì bây giờ đã như vậy rồi thì chúng ta phải cố gắng vươn lên. Rồi ngày hôm nay hai tụi con ước mơ gì nè? Con muốn có chiếc xe đạp điện để đi học. Đạp điện. Bạn nào cũng cần coi như đó. Ba đứa nhỏ, đứa nào cũng cần chiếc xe đạp điện hết. Mơ rất là thực tế luôn ạ. Thực tế luôn. Rồi hôm nay chú tin rằng tụi con sẽ có thôi. Ê, cô Thảo Trang có chia sẻ với hai đứa nhỏ cái nè. Bây giờ mình đã trong cái hoàn cảnh này, mình bắt buộc phải nghỉ học và mình nhường cho em. Thì trong tương lai á, còn có rất là nhiều cái nghề của mình để mình chọn. Và cố gắng con tìm một cái nghề nào đó mà con thích. Thì khi mình đam mê, mình thích thì mình sẽ làm cái công việc đó rất là hiệu quả. Rồi khi đó thì mình sẽ có điều kiện. Rồi lúc đó là lo cho em, lo cho mẹ. Ha. Mình cứ giữ cái tinh thần mình lạc quan là được. À, cảm ơn Thảo Trang với Đoan Nguyễn. À, chú chỉ nói con thế này là Gia Bảo cười lên nhiều Bảo ạ. Cười lên. Phải cười lên cho tương lai nó tươi sáng hơn Bảo ha. Dạ. Hưng cũng vậy. Hưng cố gắng là động viên anh mình nói chuyện nhiều lên nha. Dạ. Như vậy là ta đã giao lưu cùng với ba gia đình thưa quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thử thách dành cho Đoan Nguyễn với Thảo Trang. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình.